Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay F4Buy sẽ mở hộp con tai nghe Razer Hammer Pro V2 có 500k anh em nhé. Đó thì con này thì mình đã mở siêu ra này, mình đã bóc siêu ra và sử dụng con này cũng được khoảng 1 tháng rồi. Thì con này là chuyên gaming anh em nhé. Con này để mà nói về chơi game thì cực kỳ bá đạo luôn trong cái tầm giá 500k nha. Chơi game cực kỳ bá đạo luôn nha. Thì anh em biết là mình đã đeo lên danh ACE ở cái Season 6 với cả cái con tai nghe này nhé. Đó thì cái con tai nghe này thì thực sự là mình so sánh với cái con AKG này thì về cái khoản gaming ấy thì nó hơn đứt cái con AKG nhá. AKG không bao giờ ăn được cái con tai nghe Razer này đâu nhá. Nhưng mà về cái khoản nghe nhạc ấy thì cái con Razer này nó sẽ hơi kém một chút so với cái con AKG nhá. Đó, hơi kém một chút. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua một vòng vỏ hộp cho anh em nha. Đó, anh em vừa đi qua một vòng vỏ hộp của nó nhá. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra anh em xem nhé. Đó thì mình đã mở ra rồi và mình đã đóng lại y nguyên như cũ nhá. Anh em có thể thấy nhá. Cái con Razer này nó được đóng gói rất là chắc chắn nha anh em nhé. Đây anh em thấy đây, đây có cái lớp dính này. Đấy để chúng ta có thể mở ra nhá. Mở ra thì bên trong của chúng ta này. Nào đây này, anh em thấy nhá. Đây là một cái thư cảm ơn của Razer anh em nhé. Thư cảm ơn nhá. Đó, giấy cũng khá là cao cấp anh em nhé. Giấy rất là cao cấp này, thư cảm ơn này. Và đây này, đây là một cái gọi là sticker anh em nhé. Đấy, sticker này, anh em có thể bóc ra và dán vào đâu cũng được nha. Đó, anh em có thể dán vào đâu cũng được. Đây nữa này, đây là cái sách hướng dẫn anh em nhé. Đây, sách hướng dẫn này, anh em có thể xem hướng dẫn này. Đấy, anh em có thể lấy về mà ngâm cứu nha. Rất là nhiều thứ tiếng anh em nhé. Rất là nhiều thứ tiếng nha, rất khá là cao cấp anh em nhé. Đó, ok, tiếp theo, đây là nhân vật chính của chúng ta này. Thì cái con tai nghe Razer này được bảo vệ ở bởi một cái lớp xốp anh em nhé. Lớp xốp khá là chắc chắn anh em nhé. Đó, được bảo vệ bởi một cái lớp xốp khá là chắc chắn. Thì anh em nhìn nó đóng gói rất là đẹp luôn. Đấy, đây. Đó, đây cái mic và đồng thời là cái nút bấm luôn anh em nhé. Ba cái nút bấm luôn. 1, 2, 3 này. Đấy, và đây là cái tai nghe chúng ta nhá. Và đây là một cái hộp và vỏ hộp phụ kiện anh em nhé. Hộp phụ kiện này. Đây, mình sẽ để đây nhá. Tí mình sẽ bóc ra cho anh em xem. Đây, bên trong nó này. Đấy, ok. Đây mình sẽ mở cho anh em xem nhé. Đó thì trước mình mua thì Razer đóng gói y như thế này luôn. Khá là đẹp anh em nhé. Đó thì mình lấy về mình đóng lại. Nhưng mà đóng lại nên là nó sẽ hơi xấu hơn so với Razer họ đóng. Đó, đây là cái tai nghe của chúng ta. Lấy ra cũng rất là dễ rồi. Đó, lấy ra rất là dễ anh em nhé. Đây thì cái tai này mình sử dụng 1 tháng rồi. Thì theo như mình đánh giá cảm nhận trong cái 1 tháng mình sử dụng ấy, thì dùng cực kỳ sướng anh em nhé. Dùng cực kỳ sướng luôn. Anh em nào mà chơi game với mình thì anh em có thể nghe cái chất giọng của mình ở chơi game ấy. Đấy thì qua cái mic này nhá, qua cái mic này này, Razer này. Đó, anh em thấy nhá, cái mic này thì nói rất là ok anh em nhá. Đó. Em nhìn này, Razer này. Đó, nhựa bóng nhá. Nhựa bóng luôn. Cái logo Razer là bằng nhựa bóng luôn nhá. Rất là đẹp anh em nhá. Đây đây cũng logo Razer này. Đấy, logo Razer luôn anh em nhá. Đấy, đây cũng logo Razer đây. Đâu logo Razer luôn. Đây logo Razer nó được làm ở chìm ở dưới cái nhựa bóng thì rất là đẹp, rất là tinh tế anh em ạ. Rất là đẹp, rất là tinh tế. À cái này cực kỳ mềm luôn anh em nhé, cái này cực kỳ mềm luôn. Đó. Đây. Tất cả được làm bằng mạ đồng luôn nhá. Mạ đồng, mạ vàng luôn anh em nhé, mạ đồng mạ vàng luôn. Logo Razer này anh em thấy chưa? Rất đẹp luôn nhá. Đó, nhựa bóng luôn. Ok. Và siêu siêu các thứ đây. Bây giờ mình sẽ bóc ra anh em nhé. Bóc ra cho anh em xem này. Đó. Thì con này em có thể cắm được vào cả máy tính anh em nhé. Anh em nào mà không có điện thoại anh em có thể cắm vào máy tính chơi cũng được nha. Đây, nó sử dụng chân 3.5 anh em nhé. Nó sử dụng chân 3.5 này. Ok, vỏ hộp hết rồi thì mình sẽ bỏ sang một bên nhá. Có cái lớp xốp bảo vệ thôi, mình sẽ bỏ sang một bên anh em nhé. Đây, đây thì tổng quan tất cả những cái gì mà anh em mua cái tai nghe Razer anh em có thể nhận được nha. Đây, sách hướng dẫn này, sticker này, thư cảm ơn này. Đấy, thì mình sẽ bỏ hết sang một bên anh em nhé. Mình sẽ bỏ hết sang một bên nhá. Ok, đây. Thì anh em thấy cái con tai nghe Razer trông rối luôn anh em nhé. Đây mình bung ra này, có thể vò này anh em nhé. Bình thường tai nghe bình thường anh em vò này, cái này nó rối hết rồi không? Đây tai nghe Razer thì vò này này, sổ ra nhé. Đó, sổ ra này, anh em thấy chưa? Trông rối luôn anh em nhé, sổ ra phát hết rồi luôn này. Đó, rất là đơn giản luôn anh em thấy chưa? Rất là đơn giản luôn. Thì cái con này làm bằng nhựa cứng anh em nhé. Anh em nghe tiếng nè, rất là cứng luôn nha anh em, rất là cứng luôn nha. Mình bị rơi bao lần rồi, mình bị rơi khá là nhiều lần cái con tai nghe này rồi, nhưng mà nó rất là cứng cáp và nghe vẫn rất là bình thường, không có một chút ảnh hưởng gì nha. Mình sử dụng trong vòng 1 tháng mà nên là rơi cũng khá là nhiều lần anh em nhé.
đó anh em thấy này, thì cái rác này nhớ nó thiết kế nằm ngang này, nằm ngang này để khi anh em cắm vào điện thoại là iPad của chúng ta, để anh em chúng ta có thể cầm tay để cầm điện thoại thế này này chơi này, thì nó sẽ không bị vướng anh em nhé, sẽ không bị vướng. Đây mình sẽ lấy một cái điện thoại demo cho anh em nhé. Thì đây mình có một cái điện thoại iPhone 6 này. Đấy, thì ở đây điện thoại của mình vẫn còn jack 3.5 anh em nhé. Anh em cắm vào này, đó anh em cầm thế này nha. Chơi game thì nó sẽ không bị vướng anh em nhé, anh em thấy chưa? Cầm vào chơi game này, nó sẽ không bị vướng tay một tí gì nhá, không bị cấn tay, không bị vướng tay một tí gì cả. Đó anh em thấy nhá. Đó, không ảnh hưởng gì luôn nhá. Cái vì nó thiết kế nằm ngang mà, thiết kế chuyên cho game thủ mà nên nó sẽ thiết kế nằm ngang thì rất là tiện anh em nhé. Đó, thì cái con tai nghe này thì nó cũng có rất là nhiều công nghệ, đặc biệt là mình thích nhất về cái khoản mà công nghệ của nó, công nghệ giả lập âm thanh vòm anh em nhé, giả lập âm thanh 7.1 đấy. Thì anh em chơi game anh em biết đấy, thì chúng ta có thể gọi là nó ra khi nó giả lập thì chúng ta có thể nghe được cái môi trường xung quanh ấy, nhất là những cái game kiểu thuộc dạng FPS ấy, như kiểu PUBG Mobile là Free Fire Zuler ấy đấy, chúng ta có thể xác định được cái phương hướng của địch rất là dễ nhé. Đó, thế là nhiều anh em hỏi là có một số streamer nhiều nghe gọi tiếng chân kiểu như hack qua đấy, thì anh em streamer anh em dùng cái gọi tai nghe, những cái tai nghe xịn nên là anh em nghe tiếng chân rất là giỏi và đoán phương hướng cũng khá là dễ hơn so với những anh em mà đeo cái tai nghe nó đều hơn nha. Đó, thì tai nghe này thì anh em chơi game mà bắn súng FPS kiểu sinh tồn lại như PUBG Mobile ấy, thì nó cực kỳ quan trọng anh em nhé. Thì chúng ta chơi game bắn súng lại thì nó gọi là có thể đoán được hướng địch đấy, nên là nó sẽ đem lại rất là nhiều lợi thế cho chúng ta nha. Đó, nên là anh em nên sắm cho mình một cái tai nghe xịn nha. Thứ hai, đây là cái mic anh em nhé. Mic này này, thì mic thì con mic này thì mình đánh giá thì nghe cực kỳ sướng anh em nhé. Gọi là nói vào xong rồi thu cho bên kia họ nghe đấy, thì nghe rất là ấm nhá, rất là ấm và rất là tiếng rất là dễ nghe, và lọc tạp âm cũng khá là tốt anh em nhé. Và nó chỉ gọi là thu cái tiếng mình nói, nó chỉ thu ở gần thôi, ở một cái khoảng cách nhất định thôi anh em nhé. Đó, anh em để gọi là gần gần vào mồm ấy thì nó mới thu được nha. Còn anh em mà để xa ấy, thì ví dụ như mấy cái tiếng ninh tinh ở xung quanh bên ngoài ấy, thì nó sẽ không thu vào nhé, nó chỉ thu ở xung quanh gọi là ở mồm chúng ta thôi, ở khoảng cách khoảng tầm 30 cm nhé. Đó, nó sẽ thu cái âm thanh ở khoảng cách khoảng 30 cm thôi anh em nhé. Đấy, cái con mic này này nên là rất là tốt nhá, thì nó sẽ không thu mấy cái tiếng như là tiếng xe đi lại ngoài này, xong rồi tiếng tivi các thứ đấy, sẽ hạn chế thu vào đây anh em nhé. Đây, cái công nghệ của Razer này nó sẽ hạn chế thu vào đây anh em nhá, nên là cái tai nghe này nó chống ồn rất là tốt anh em nhé. Đó, nó chống ồn rất là tốt. Đó, thì một số anh em nào mà không mà anh em không có cái chân 3.5 này thì anh em có thể mua cổng chuyển đổi nha. Ví dụ như iPhone 7 Plus 7 đổi lên thì nó sử dụng cổng Lightning, hoặc là những máy mà sử dụng USB Type-C thì anh em có thể mua cổng chuyển đổi từ 3.5 ra cổng Lightning hoặc là cổng USB Type-C nha anh em nhé. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong xem nó có cái gì nha. Đây, thì bên trong của nó là em thấy nha. Đấy, thì cái này em hoàn toàn có thể nhét vừa cái tai nghe này vào đây nhé, hoàn toàn có thể nhét vừa đây, mình sẽ quấn lại mình nhét cho anh em xem. Đấy, thì anh em thấy nha, cái chân này nhé, cái chân này để anh em cắm vào máy tính nhá. Đó, để anh em cắm vào máy tính thì anh em thấy một chân đỏ, một chân xanh này. Chân đỏ thì anh em cắm vào lỗ mic này ở trên máy tính nhá, chân xanh thì anh em cắm vào ô loa ở trên máy tính nhá. Đó, còn cái đầu này này thì anh em sẽ cắm cái tai nghe Razer vào nhá. Đó. Đó, anh em hoàn toàn cắm vào máy tính anh em sử dụng bình thường nhá. Ở trên máy tính nó còn có cái phần mềm Razer để anh em có thể tinh chỉnh âm thanh ở trên đài nhá. Đó, có một cái phần mềm chuyên của Razer để anh em có thể tinh chỉnh cái tai nghe này trên đài luôn nhá. Đó, ok, mình sẽ rút ra anh em nhé, rút ra này. Thì đa phần anh em mua cái này về anh em để chơi trên điện thoại thôi. Còn anh em nào thi thoảng ra quán net, anh em không thích đeo tai nghe công cộng, anh em thể mang con này ra anh em cắm vào chơi cũng khá là ok nhá. Tại vì tai nghe ở quán net, tai nghe công cộng thì nó cũng khá là dơ. Nhiều anh em sử dụng ở quán net thì anh em biết đó, thì nó cũng khá là dơ nha. Đấy, anh em thấy nha, túi này này, bên dây dơ nó cho chúng ta rất là nhiều nút anh em nhé, rất là nhiều nút tai, em thấy nha, rất là nhiều nút tai anh em nhé, khá là mềm anh em nha, rất là mềm luôn. Đây, anh em thấy nha, rất là mềm anh em nhé, mình bóp này, rất là mềm và độ đàn hồi cũng khá tốt anh em nhé. Đây, dây dơ nó cho chúng ta ba cái nút này, một cái nha, hai cái nút mặc định ở trên cái tai nghe này mình không nói nhá, hai cái nút mặc định này không nói. Và đây nó cho thêm cho chúng ta ba cái kích cỡ này. Đây. Hai cái loại to đùng này, một cái hai cái loại nhỏ. Thì Razer cho chúng ta hai cái mút to đùng này, hai cái mút to đùng này em thấy nhá, hai cái mút to đùng nhá. Và hai cái mút nhỏ hơn này. Đấy, và hai cái mút bé tí này. Đấy, thì nó sẽ phù hợp với rất là nhiều cái kích cỡ tai của anh em nhá. Đó, phù hợp với rất là nhiều cái kích cỡ tai của anh em. Đấy, thì anh em to thì có thể dùng tai to. Đây là tai anh em mà dùng cái này là tai voi rồi nhá. Đây là tai mèo này. Đấy, xong rồi đây tai chuột này. Đấy. Còn cái tai này thì thực sự là mình không thích đeo cái tai nghe này lắm. Cá nhân mình thì mình không thích đeo cái mút này lắm. Đây là mình sẽ rút ra anh em nhá. Rút ra thì rất là dễ thôi em nhá.
Đó, được gắn cá chặt, anh em phải bóp mạnh vào nhé, bóp mạnh vào này, anh em phải bóp mạnh vào cái đầu này rồi anh em rút ra thì nó mới ra được nha. Đó, bóp mạnh vào xong rút ra nó mới ra được. Thì cá nhân mình thì mình thích dùng cái tay gọi là tay chuột này nhất, vì đút nó rất là dễ vào tay anh em nhé, đút nó rất là dễ vào tay. Đấy, mình thích cái dùng cái này, mình thích dùng cái tay nhỏ này hơn. Cá nhân mình thì mình thích dùng cái này anh em ạ. Đâu nhỉ, cắm mãi không vào ta. Nói chung là cắm vào thì cũng khá dễ thôi, anh em chỉ cần bóp bóp cái này cho nó mềm mềm ra, xong anh em cắm vào là nó sẽ tự vào nha. Đó thì gắn vào nó cũng khá đơn giản anh em nhé, gắn vào cũng khá đơn giản thôi. Đây đây hai cái tay chúng ta nha. Đấy thì bây giờ mình sẽ gọi là đi test vào cái mic này cho anh em nghe nhé. Mình sẽ bỏ hết cái nút này ra đây nhé, bỏ cái nút này vào đây nha. Đó mình sẽ gọi là test cái mic này để cho anh em nghe xem chất lượng nó có ok không nhá. Mình sẽ cắm vào cái điện thoại này nhé. Rồi mình sẽ cắm cái rắc dây tay nghe dây dơ này vào cái điện thoại này để mình test mic cho anh em nha. Đó thì anh em có thể thấy là đây thì là cái mic là mình để ở cái tay nhá, mình để tay thì cách xa mình nó rơi khoảng là 30 cm nhé, thì chắc là anh em nghe cũng khá là nhỏ đúng không, thì bây giờ mình sẽ đưa vào gần mồm hơn mình nha. Đây anh em có thể nghe thấy nha. Đó thì mình đã đưa vào gần mồm mình rồi, thì anh em có nghe rõ không, anh em nghe chất âm lượng nó có ok hơn không? Đấy thì cái này anh em tự cảm nhận nhé, thì mình không nghe được lại nên là mình cũng không đánh giá được nó thế nào. Đấy thì cái này anh em tự cảm nhận nha. Đó ok, đây mình sẽ để xa ra anh em nhé, để xa ra này. Đó ok, anh em nghe rõ chưa? Ok bây giờ mình sẽ rút ra nha, cái này dây dơ này ra. Mình sẽ cắm thử cái con tai nghe AKG của Samsung nhé. Tai nghe này được bên Samsung họ tối ưu hóa nha. Mình sẽ cắm vào và test thử mic cho anh em, để anh em có thể đánh giá được cái mic của tai nghe AKG và mic của con dây dơ này như thế nào nhé, xem công nghệ của thằng nào hay hơn nhé. Đấy thì cái này anh em tự đánh giá nhá. Ok đó thì đây là cái mic của cái con tai nghe AKG anh em nhé, mic của cái con tai nghe AKG này thì mình để cũng khá là xa nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào gần mồm này. Đó anh em có thể nghe thấy nha, em có nghe thấy tiếng mình nói không? Thì cái con mic của cái con AKG này mình đã để gần mồm rồi. Đấy thì anh em có thể nghe giọng của mình nha. Thì cái này anh em tự đánh giá giúp mình nhé, mình thì mình không nghe được nên là mình cũng không biết đánh giá thế nào. Ok đấy thì mình sẽ để xa ra anh em nhé. Nghe thấy tiếng mic của hai con nhá, thì cái này anh em tự đánh giá nhá. Thì anh em, nhiều anh em có mua cái con tai nghe này rồi thì nhiều anh em có hỏi là làm sao để gọi là anh em cho vào cái túi này cho gọn gàng. Đây thì anh em giữ lại cái ni lông này cho mình nhé, những cái mút nào mà anh em không dùng ấy thì anh em sẽ gọi là cất hết vào cho mình nhá. Những cái mút nào mà anh em không dùng thì anh em cất hết vào cho mình nhé. Đó, cất hết vào cho mình rồi, cất hết vào nha. Tí mình sẽ hướng dẫn anh em cắm vào máy tính luôn nhá, tí mình sẽ hướng dẫn anh em cắm cái con tai nghe này vào máy tính. Đấy đây anh em cất hết vào cho mình. Cái rác này thì anh em mà không dùng anh em cũng vứt nốt vào đây đi, để chúng ta có không may chúng ta đi quán net ấy, thì chúng ta có thể rút ra cắm vào máy của quán net được. Đây thì cái này cũng khá đơn giản cho anh em nhé, khá đơn giản thôi, anh em cứ quấn vào thế này cho mình nha. Đó, nói chung anh em làm thì nó gọn gàng một chút thì nó sẽ tốt hơn. Anh em có thể vò ve rồi nhét vào kia cũng được thôi, nhưng mà tốt nhất chúng ta không nên làm như thế, tại vì làm như thế dây nó sẽ nhanh hỏng anh em nhé. Đó cái gì chúng ta cũng thế thôi, chúng ta gọn gàng, chúng ta mà gấp gọn gàng lại thì nó sẽ lâu hỏng hơn, nó bền hơn, thì của bền tại người mà. Thì anh em vò ve thì nhiều dây nó nát mất. Đấy một hai lần thì không sao, nhưng mà 100 lần thì dây nó sẽ nát mất, nó nát thì nó lại xấu ra đúng không anh em. Đấy nên là anh em cứ quấn quấn lại cho mình như thế này, nó cũng khá là nhanh thôi. Mình quấn thì nó chỉ được khoảng 1 phút là xong thôi anh em ạ. Đó xong anh em vứt vào đây này, anh em thấy chưa? Đấy thì chúng ta gọn gàng, chúng ta núp mở ra, người yêu chúng ta nhìn ta thấy thích rồi đúng không? Đấy đi gái gú chơi game nó mở ra như thế này chúng ta thấy đẳng cấp rồi đúng không? Đấy anh em kéo lại nha. Đây đó, kéo lại rất là gọn anh em nhé, rất là gọn trong tầm tay luôn nha. Đó là sao anh em đi đâu cầm cầm cái này thôi, đút vào túi quần này. Cái này khá cứng anh em nhá, cái này khá cứng này, em thấy đây đây như mình lấy tay mình dí xuống này, khá cứng anh em nhá. Đó khá cứng thì hai cái viền này của nó thiết kế khá cứng anh em nha. Mình bóp này anh em thấy chưa, bóp nào chỉ có lún một xuống một chút thôi. Đó chỉ lún xuống một chút thôi. Đó thì anh em thấy cái con túi này khá là cứng nhá, nên anh em có thể đút vào túi quần hoặc là anh em có thể đút vào ba lô thì không sợ nó hỏng hóc anh em nhé. Đó anh em đi đâu thì cầm cái này, màu xanh của dây dơ nhìn phát là biết là hàng dây dơ luôn đúng không anh em. Đó nhìn phát là biết đẹp trai luôn. Ok kèo anh em chơi, anh em mở ra nhá. Đó mở ra thế này này, anh em cầm anh em bỏ ra chơi ra, nó cũng khá là gọn anh em nhé. Cầm cái con tai nghe này mình cắm vào máy tính của mình ra để gọi là demo cho anh em, thì một số anh em có thể mua về dùng cho máy tính, và anh em có thể thi thoảng anh em đi quán net quán niếc, anh em không thích dùng chung tai nghe gọi là công cộng thì anh em có thể để dùng cái con này nhá. Đó thì mình cá nhân mình thì mình cũng không thích dùng tai nghe quán net lắm, vì có một số cái nó rất là sạch nhưng mà có một số cái nó nhìn nó
khá là dơ, khá là bẩn anh em ạ. Đó, khá là, nó nhìn nó khá là bẩn, nhìn nhìn ông nào mà đầu bết bết xong rồi đeo cái tai nghe chụp vào thì nhìn khá là dơ. Đấy thì mình cũng không phải anh sạch lắm đâu, nhưng mà không nhìn thấy không sao, nhưng mà nhìn thấy rồi thì chẳng muốn đeo luôn anh em ạ. Tại vì ở quán nét mà nó nhiều kiểu người lắm anh em nhé. Ok, bây giờ mình đi vào test ở trên máy tính cho anh em xem nha. Ok, thì để cắm vào máy tính thì anh em cần lấy cáp này ra cho mình nha, lấy cáp này, em xin lấy con dây dơ ra cho mình nha. Đó, lấy con dây dơ ra. Em sẽ cắm một đầu jack 3.5 của mình vào đây này, vào cái lỗ này anh em nhé. Đó thì mình có một tay nên là mình làm nó sẽ hơi khó nên là anh em thông cảm với mình nha. Đó, anh em cắm vào máy tính, anh em cắm vào đây cho mình nha. Đó, ok chưa? Anh em cắm vào thế này cho mình nha. Rồi, hai cái đầu 3.5 còn lại này, em sẽ cắm vào cái máy tính cho mình nhé. Đây, ở đây này thì cái lỗ gọi là tai nghe này thì màu xanh ấy, thì một số cái máy nó sẽ ký hiệu màu xanh, nhưng mà ở đây mình sẽ hiểu cái tai nghe nha, thì anh em sẽ cắm vào đây cho mình nha. Đó, cắm vào đây nha. Còn cái màu đỏ này, màu đỏ này, cái ô mic này, đấy thì anh em sẽ cắm vào đây cho mình nha. Đó, thì anh em cắm vào nó sẽ như thế này anh em nhé, nó sẽ như thế này này. Đấy thì cái con tai nghe là dài khoảng 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 của nó 1,5 m anh em nhé. Cái con tai nghe này nó dài khoảng 1,5 m, đấy nên là anh em thoải mái nhá. Đây ví dụ là mình cắm vào cây của mình đây này, đấy thì mình có thể kéo ra xa ra đây nhé, đây ra tít lại đây gần hết cái bàn của mình luôn này. Đấy nên anh em hoàn toàn thể ngồi mà nghe thoải mái anh em nhé, anh em hoàn toàn nghe thoải mái đây. Bàn live stream của mình hôm qua mình còn nay vừa live stream xong mình còn chưa cả dọn được thế này. Đó thì khi anh em cắm vào đúng không, thì anh em sẽ tải cho mình cái phần mềm này nhé, phần mềm dây dơ sao anh em thấy chưa, anh em sẽ tải cho mình phần mềm dây dơ sao nha. Đó thì anh em có thể vào cho mình cái sao này, dây dơ sao này, anh em thấy chưa, ở dưới này dây dơ sao này, anh sẽ vào phần sao cho mình nha, vào phần setting này. Đấy xong ở đây anh em on lên nhé, on lên này, xong anh em sẽ chọn cái gọi là cái đầu ra âm thanh cho mình nhé, đầu ra âm thanh cho mình nha. À, đầu đầu âm thanh vào ấy, anh em sẽ chọn âm thanh vào ở đây cho mình. Đấy thì ở đây thì mình cắm ở trên cái lỗ kia thì mình anh em sẽ chọn đúng cho mình nha, anh em sẽ chọn đúng cho mình. Đó, ở đây này mình sẽ chọn đây nha. Xong ở cái chỗ phần này này, ở cái phần ô loa ngoài này, thì anh em sẽ chọn cho mình này, dây dơ sao nha. Đây anh em sẽ chọn cho mình dây dơ sao. Ở đây mình đang sử dụng Windows 10 nhá. Nhưng Windows khác thì anh em chọn tương tự cho mình nhé. Đây. Speaker này, dây dơ sao này. Đó. Rồi anh em sẽ vào đây nha. Anh em sẽ vào đây này, xong anh em chọn tiếp cho mình nha. Anh em sẽ chọn tiếp cho mình này, ở cái phần OPZ này, for này, đấy ở đây này. Anh em sẽ chọn cho mình cái đúng cái tai nghe này nhá, dây dơ ham mét nhá. Đây, dăm dây dơ ham mét bờ đồ này. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, anh em sẽ chọn đúng cho mình nha, cái dòng bờ đồ này nha. Đấy, anh em sẽ chọn như thế này cho mình nha. Đó, xong rồi anh em sẽ gọi là mở một cái bài bài nhạc hay ở một cái gì ở trên trình duyệt web anh em nghe. Xong bao giờ anh em thấy tiếng ở trên đây là ok là được nha. Đó, nếu mà anh em muốn tinh chỉnh sâu hơn thì anh em sẽ phải mua cái bản quyền này. Đấy, unlock dây dơ xa bờ đồ này, anh em sẽ phải unlock nó thì mới sử dụng được những cái tính năng khác nha. Nhưng mà bình thường thì mình sử dụng cái bản free của nó cũng khá là ok thôi. Đấy thì nó sẽ tự tinh chỉnh cho mình để mình có thể chơi game ở trên máy tính và nghe nhạc trên máy tính với cái con tai nghe này cũng khá là ok nhé. Đấy anh em theo đây nghe nhạc và chơi game ở trên con tai nghe này cũng khá là ok nhá. Đó, đây là cái phần mềm dây dơ sao anh em nhé. Anh em search trên Google xong rồi vào trang chủ của dây dơ anh em tải về nhá, cài đặt nó cũng rất là dễ thôi. Ok, thì vừa rồi là cái video và đánh giá cá nhân của mình sau khi mình sử dụng gọi là một tháng cái tai nghe dây dơ này, và video mở hộp cho anh em xem luôn. Đó thì một tháng mình sử dụng cái con tai nghe này cũng khá là ok anh em nhé. Mình đánh giá về cái khoản gaming thì nó cực kỳ tốt luôn, ở trong cái tầm giá 500k nha, cực kỳ tốt luôn. Đó, cực kỳ tốt luôn nha anh em nhé. Ok, cảm ơn các em đã xem video nha. Nếu mà anh em đang có quan tâm đến cái tai nghe này này thì hãy liên hệ với số điện thoại này, Facebook, Zalo này của FT3 nha, số điện thoại nha. Đó, hotline đấy thì anh em liên hệ đấy nhá, thì bên mình sẽ gọi là gửi hàng cho anh em nhé, và em có thể đến nơi test trực tiếp được nha. Anh em yên tâm là bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng ok ngon lành thì anh em thanh toán anh em nha, anh em yên tâm nhá, yên tâm về chất lượng anh em nha. Ok, cảm ơn anh em, xin chào anh em, bye bye, bye bye anh em nha.